năm gần đây, phong trào chuyển dịch cơ cấu kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, mang lại giá trị thu nhập cao hơn cho người nông dân. Nhưng cũng chính điều này đã làm phát sinh một thực trạng, đó là phát triển nông lâm nghiệp một cách tự phát, không theo quy hoạch của các địa phương. Phóng sự về phát triển nghề nuôi thủy sản tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng mà chúng tôi đề cập sau đây sẽ cho thấy rõ điều này. Ao nuôi cá này được hình thành từ một khe nước, mỗi năm cải tạo một phần, lâu dần tạo thành ao nuôi có quy mô lớn. Dọc theo các khe suối có hàng chục gia đình cùng tận dụng nguồn nước để mở hướng phát triển kinh tế mới là chăn nuôi thủy sản. Việc dùng chung nguồn nước đang gây ra rất nhiều khó khăn cho các hộ, nhất là việc phòng bệnh cho cá. Nước nó xấu rồi nó cũng bệnh thật nhiều, nó không như ngày xưa nước nó trong. Bây giờ cứ nối đôi nhau là cứ ao này ao kia nước nó cứ xả, thức ăn nó cũng nhiều cái thức ăn rồi nó nước nó cũng xấu. Cách đây khoảng 10 năm, Lào Cai có chương trình hỗ trợ nông dân chuyển đổi diện tích ruộng kém hiệu quả sang đào ao nuôi cá. Khi đó, các hộ chủ động khai báo diện tích ao mới mở với chính quyền cơ sở để được nhận tiền hỗ trợ. Sau này, khi nuôi cá trở thành một nghề mang lại nguồn thu nhập cao, thì ở nhiều nơi, bà con đã chủ động chuyển đổi diện tích ruộng sang đào ao nuôi thủy sản mà không cần đến sự hỗ trợ của nhà nước. Diện tích ao nuôi tăng nhanh, phá vỡ quy hoạch chung của các địa phương. Nguồn giống cũng không được kiểm soát, đặc biệt là giống ngoại lai, như giống cá rô, giống Thái Lan mà quý vị và các bạn đang thấy sau đây. Năm 2018 cái vụ này là chúng tôi đã cung ứng được 35.000 con tại xã Phong Niên. Đấy, để mở rộng mà sang năm thì khả năng là sẽ nhiều hơn nữa. Theo số liệu thống kê của Ủy ban nhân dân xã Phong Niên thì địa phương này có 59,5 ha ao nuôi cá, nhưng trên thực tế diện tích ao nuôi lớn hơn rất nhiều và chính quyền địa phương cũng chưa thể có được con số chính xác. Ở trong 59,5 ha này thì là theo cái số liệu mà chúng tôi thống kê trong cái cuối nhiệm kỳ trước. Trong cái đánh giá khảo sát sơ bộ trong cái chương trình nông thôn mới thì chúng tôi thấy rằng là cái số diện tích này đã tăng lên đột biến trong cái thời gian gần đây. Việc chủ động tìm hướng phát triển kinh tế của mỗi hộ dân là cần thiết. Thế nhưng vì thực hiện đúng quy hoạch sản xuất, các hộ dân báo cáo với thôn bản, với xã trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế để nhận được sự hỗ trợ thông qua công tác quản lý cũng rất quan trọng. Bởi đây là việc liên quan đến những hoạch định phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương, tránh được tình trạng phát triển nóng một vài ngành nghề, sản phẩm dẫn tới khó khăn trong khâu tiêu thụ, như câu chuyện về sự bết bát, trồi sụt của lợn hơi đã từng xảy ra ở địa phương này khoảng 4 năm trước.